Hanbin chàng idol người Việt được khen nức nở với màn lộ diện mới nhất. Champagne đang là cái tên được người hâm mộ K-pop Việt vô cùng mong chờ khi có sự xuất hiện của Hanbin, Ngô Ngọc Hưng, idol người Việt trong nhóm nhạc này. Đúng 22 giờ tối ngày 8 tháng 2 theo giờ Việt Nam, Junhua đã tung visual clip và hình ảnh hé lộ cận cảnh nhan sắc của Hanbin. Khác với những hình ảnh gây tranh cãi trước đó về góc chụp và lối make-up dìm hàng toàn tập, lần này Hanbin đã hoàn toàn lột xác với visual không chê vào đâu được. 16 giây trong clip, bấm dừng ở giây nào cũng có ngay ảnh đẹp chuẩn idol. Bên cạnh clip, Junhua cũng tung loạt ảnh căng đét, khoe trọn visual cực phẩm của Hanbin. Cùng với Hanbin, trưởng nhóm Liu cũng lộ diện trong loạt ảnh được tung ra cùng giờ. Nhìn ai cũng đẹp thế này thì Champagne đúng chuẩn nhóm nhạc không có lỗ hổng visual rồi. Trước đó, tối ngày 19 tháng 1, trailer debut của Hanbin Champagne đã được tung ra cùng với thành viên Lee Eun-won. Trong trailer chính thức, chàng thực tập sinh người Việt vẫn giữ nguyên nghệ danh đã sử dụng từ trước đến nay là Hanbin. Cận cảnh visual Hanbin đã được khoe trọn, cùng với đó là giọng nói xuất hiện ở những giây cuối cùng của clip. Người hâm mộ Việt Nam đặc biệt chú ý đến ngôn ngữ tiếng Việt xuất hiện trong clip trailer của Hanbin. Từ khóa thử thách đã xuất hiện cùng với hai ngôn ngữ Anh và Hàn để giới thiệu về thành viên người Việt. Cuối cùng, ngày mà ngôn ngữ tiếng Việt được xuất hiện một cách đầy tự hào ở sản phẩm K-pop cũng đã đến rồi. Nhưng buồn một cái là phong chữ bị netizen chê xấu. Chưa hết, thứ khiến dân tình bùng nổ tranh cãi mạnh mẽ hơn chính là visual của Hanbin trong đoạn clip. Nhiều người cho rằng Hanbin đã bị dìm tơi tả từ make-up cho đến góc quay. Chàng idol người Việt trông kém sắc hơn hẳn so với những hình ảnh trước đó. Sau chuỗi sản phẩm nhá hàng trước thềm debut, người hâm mộ vô cùng tò mò về vị trí chính thức của Hanbin trong nhóm Champagne. Junhua Entertainment đã đăng tải thông tin cụ thể về từng người thông qua profile do chính các thành viên viết tay. Theo đó, Hanbin đảm nhận hai vị trí dancer và vocal. Kỹ năng nhảy và vũ đạo đã được Hanbin thể hiện rõ thông qua chương trình Island. Trước đây, các clip dance cover gần đây nhất cùng Champagne. Người hâm mộ đang rất mong chờ màn thể hiện của chàng idol người Việt trong sản phẩm debut sắp tới. Nhiều điều thú vị khác về Hanbin được anh chàng hé lộ trong tập profile. Khi nói về nơi mà mình sinh ra, Hanbin đã dùng cụm từ một đất nước xinh đẹp để miêu tả Việt Nam. Chi tiết này khiến người hâm mộ Việt không khỏi tự hào về anh chàng. Dù là anh cả nhưng về độ đáng yêu và tươi sáng thì Hanbin xếp hạng nhất. Thời gian đầu khi Hanbin mất suất debut tại Soul Island, các fan đã rất tiếc nuối và càng lo lắng hơn khi anh thông báo rời Big Hit. Tuy nhiên họ vẫn tôn trọng và ủng hộ thần tượng mình hết lòng khi anh đầu quân về Junhua, công ty sở hữu nhiều gương mặt nổi bật như Vương Nhất Bác, Phạm Thừa Thừa. Cuối cùng họ cũng đã chờ được đến ngày Hanbin có trong đội hình debut chính thức cùng một nhóm nhạc. Thời điểm vừa được công bố là một mẫu của Champagne, Hanbin ngay lập tức leo top trending Twitter nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Thậm chí cái tên Hanbin đã đạt vị trí số 1 top trending toàn cầu và tại Mỹ, Philippines, Brazil, Mexico. Ở Việt Nam, cái tên thân thuộc Hưng cũng nằm trong top 10 trending. So sánh về lượt tương tác giữa các thành viên, đặc biệt là hai anh chàng từng tham gia Produce 101 trong mùa 2 là Eun Won và Hee Yoon Sop, Hanbin cũng hoàn toàn áp đảo. Độ hot của nam idol người Việt trên mạng xã hội hiện đang là mạnh mẽ nhất dựa trên những con số tương tác. Trước đó, nhan sắc của Hanbin đã trở thành chủ đề hot với netizen Hàn Quốc. Từ lần đầu xuất hiện trên Island cho đến nay, Hanbin khá nổi tiếng với các fan quốc tế và sở hữu lượng fandom riêng chất lượng. Bên cạnh đó, Hanbin cũng nhận được sự quan tâm từ một bộ phận K-net. Nhiều người Hàn biết đến và có thiện cảm với nam idol nhờ vào ngoại hình điển trai, thực lực tiềm năng cùng với nhân cách tốt đẹp. Hanbin cũng từng nhiều lần lọt top trending mỗi khi có nhất cử nhất động trên mạng xã hội. Niềm tự hào của Việt Nam hứa hẹn sẽ còn gây bão và có màn debut đầy bùng nổ với Champagne trong năm 2022.